Augen in meinen Augen. Sao như này nó không bị ảnh hưởng gì đúng không? Sao lại đẩy như này không bị ảnh hưởng gì nhỉ? Sao đẩy đổ nghiêng cả đi này? Trên không có cây gì, trên không cây thì cây gì đâu chú nhỉ? Có dưới để cái gì? Vâng, không ảnh hưởng gì. Mày đặt. Vâng. Để thế này cũng được không? Vâng. Mình thắt chặt cho nó. Cây này nhiều nên nắng vẫn mát đúng không nhỉ? Cây này cũng không có nắng, là nắng to như ở Hà Nội. Hà Nội nắng cũng khủng ngột ngạt lắm. Đi ngồi dính ra mồ hôi. Có gió thế là cũng nóng mấy. Vâng, có gió này mát, thoáng.